tưởng tượng như là cái ở người dân quê người ta đi vồ gà ấy. Vồ đúng như thế luôn. Vồ gà. Ông ấy vồ mà tay gì vào trong mũi em cũng không thở được luôn. Kéo cằm em lên, định hôn em. Thế thì lúc ấy kiểu không phải lúc ấy là đẩy ra. Nếu như anh để cho em thở được một tí thì chắc là cũng đáp lại. Nhưng mà vì cái lúc ấy kéo lên cái thì lúc em thở gấp quá là em không thở được nên em mới đẩy ra thôi. Đẩy ra để thở cho một chút. Quyết định em đi với chồng. Quyết định em đi với chồng nha, bọn em lỡ nhau từ đấy. Lúc ấy cô ấy nói với em, vợ em nói với em là ly hôn chồng cũ, vừa mừng vừa vui nhưng cũng vừa buồn, là thương nữa mà em còn yêu hơn. Cô đã ly hôn rồi thì mình có thể có cơ hội đến với cô ấy. Đã buồn. Anh Đức Thuận, em xin chào chị Ông Vân. Em thì tên là Lê Tuấn Quỳnh, hôm nay em 33 tuổi. Hiện tại công việc của em là em đang làm tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hồng Minh, Bạc Mai. Sao trẻ mà giỏi thế em? Dạ. Năm nay là mình 30. Em 33 tuổi. Hồng tên là Minh. Quỳnh. Tuấn Quỳnh. 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 Hồng Minh. Hồng Minh là cái tên Hồng công ty. Dạ. Đây đây Hồng Hồng Minh này em. Chung chung quế ở đây. Đây chung quế. Nhân đây mời Hồng Minh giới thiệu luôn đi. Dạ. Em chào anh Thuận, em chào chị Hồng Vân, một idol của em. Em đến với chương trình này là đúng hơn đó là em muốn gặp được idol của em. Dạ. Đó. Thần giao cách cảm đây nè, em thấy chưa? Dạ, em tên là Minh Hồng, hiện tại thì em 33 tuổi và em đang là giám đốc của hai nhà máy sản xuất về mỹ phẩm và thực phẩm chức năng ở ngoài Bắc. Bay vào đây để quay cái chương trình này thôi. Dạ. Sau đó là mình sẽ trở ra ngoài kia. Dạ vâng ạ. Em ơi, ôi, yêu thế. Bây giờ lần đầu các bạn gặp nhau. Đang muốn quay ngược thời gian lại. Các bạn hãy kể cho chương trình nghe coi lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào. Chị là cái lần đầu tiên mà để nói mà vợ chồng gặp nhau ấy thì là nó phải là cách đây 28 năm rồi. Trời ơi, dữ gì hả? Vợ chồng em là lớn lên và học cùng nhau suốt cái quãng thời gian, kể qua cái tuổi thơ đẹp nhất là từ mẫu giáo lớp 5 đến hết cấp 3 luôn. Thích vợ em từ hồi năm lớp 7. Thích từ năm lớp 7 luôn. Và từ năm lớp 7 đến hết cấp 3 trong cái quá trình đi học ấy thì em lại chính là người đưa đón vợ em đi học bằng cái chiếc xe đạp ngày xưa. Hay quá, chuyện tình này hay nha. Đã xa rồi con đâu. Còn đâu, còn đâu. Dễ thương quá vậy ta. Dạ. À, nhưng mà đến khi nào cái tỏ tình của tuổi học sinh mà nhất là cấp 2 đó, nó đáng yêu lắm. Yêu thầm đúng không? Có nghĩa là em xác định hôm nay em sẽ tỏ tình với vợ em. Thì ngày hôm trước em đã phải ở nhà em phải tập như kiểu là lên một kịch bản sẵn rồi ấy. Có nghĩa là đến lúc đấy mình sẽ phải là nói như này này, hỏi xong là cầm tay như này này, cầm tay xong rồi ôm như nào này. Nó phải theo đúng một quy trình. Đến cái buổi tối hôm đấy đi tỏ tình thì em lại quên hết luôn. Thì em lại quên hết luôn. Nói này mình nói đó. Nhưng mà cái thời đấy là bọn em còn trẻ con ấy, toàn nói chuyện là xưng hô mày tao với nhau thôi. Nhưng mà em nói là Hồng ơi tao thích mày, thôi em nhảy về em ôm luôn. Nói mỗi câu ấy thôi. Và Hồng phản ứng thì sao? Không, nói vợ em chưa phản ứng. Nhưng mà như lúc đó là vợ em thích cái nào ấy, để im cho em ôm mà. Để nguyên cho em ôm này. Hồng còn nhớ không? Dạ có. Thời gian đầu ấy thì em thấy một điều đó là không hiểu là cái thằng này nó có cái gì. Ở lớp 20 đứa con gái thì đến 18 đứa nó thích nó. Chỉ có một đứa không thích, đấy là cái đứa đấy nó có người yêu rồi thôi. Em bảo là em gần nhà nó, em lớn lên với nó từ bé. Nó thì ít nói. Sau đó là bạn bè em có nói rằng là tao thấy hình như là nó thích mày á. Thì em có nói rằng là tao thấy nó chẳng có cái vị gì cả. Thế xong là đến lúc thì em thấy là có viết thư cho em. Viết thư bằng những cái quyển sổ, sau đó là gửi đi trao lại á. Xong trong đấy lại rất là nhiều bài thơ. Không hiểu ngày xưa copy thơ ở đâu á. Rất nhiều bài thơ cứ gửi đi gửi lại. Xong một thời gian em thấy nó phiền quá, nó chán. Thế là em cũng không viết lại nữa. Thì có một cái buổi tối hôm đấy thì rủ em đi chơi. Thế sau đó tự nhiên thì đấy nói là Hồng ơi tao thích mày. Em vẫn đầu em vẫn chưa loát được đó là cái gì. Em vẫn đang kiểu ngơ xong vô luôn đấy, nhảy bổ và ôm em như kiểu là chị cảm tưởng như là cái ở người dân quê người ta đi vồ gà ấy. Xong vồ đúng như thế luôn. Ông ấy vồ mà tay gì vào trong mũi em cũng không thở được luôn. Có nhiều tưởng ngạt thở rồi. Đấy không phải là em không phản ứng gì vì chặt quá thì cũng không nói được, không thở được. Lại bất chợt nữa. Có phải lúc đấy là không dễ ra được đúng không? Nên phải ôm đúng không? Kiểu như vậy. Siết luôn, siết chặt luôn luôn. Đúng rồi ạ. Thế sau đó là cầm cúi xuống vì em thấp. Em thấp hơn rất nhiều, anh cao 1m82, em có 1m6 rồi. Cúi xuống, kéo cằm em lên, định hôn em. Thế thì lúc đấy kiểu không phải là lúc đấy là đẩy ra. Nếu như anh để cho em thở được một tí thì chắc là cũng đáp lại. Nhưng mà vì cái lúc ấy kéo lên cái thì lúc em thở gấp quá là em không thở được nên em mới đẩy ra thôi. Đẩy ra để thở cho một chết. Một cái phản ứng, một cái phản xạ tự nhiên thôi, đúng không? Dạ, đúng ạ. Để mất thở mà. Đúng rồi đó. Nhưng mà sau đó là về là không có nói tiếng nào luôn đúng không? Sau đấy thì trên suốt đoạn đường đi khoảng tầm 5 km thì em cũng không nói gì cả. Quen tới khi nào? Học xong cấp 3 nên là vợ em đi học đại học. Cái thời đấy là thứ nhất là cũng do em mải chơi nữa nên là cũng không còn quan tâm đến cái tình cảm đấy, nên là cũng không tạo dựng nên được cái mối quan hệ thân thiết hơn một chút nữa. Đến năm lớp 12 thì em cũng có cái thú vui riêng, anh ấy cũng có những cái vui riêng. Và lúc đấy thì anh ấy cũng đang hút được rất nhiều cô gái thích anh đấy. Thế nhưng mà cái mà để bọn em xa cách nhau nhất ấy, đấy là khi học xong cấp 3.
thì em đi học đại học. Thì đúng thật ra là trong suốt cái thời gian thích nhau đó thì nói thật là em đã nghĩ là ông này yếu sinh lý á, bởi vì là trong suốt cái quãng thời gian đưa em đi chơi, đón em về rồi rất nhiều, nhưng mà nó chỉ giới hạn ở cái việc đó là cầm tay nhau thôi. Và cũng không có thêm từ yêu, thêm từ thích. Thế xong khi em đi học đại học thì thôi thì để thằng khác nó hốt mất. Học xong đại học thì em có lập gia đình. Năm thứ ba đại học thì bọn em đã có quay lại với nhau được một lần. Thì cái lúc em quay lại thì lúc ấy anh cũng đang yêu một người khác. Nhưng luôn liên tục là anh dành cho em cái sự ưu tiên. Vậy thì chỉ cần em về quê, em nhắn tin, em gọi điện thì ngay lập tức anh có thể bỏ qua các mối quan hệ khác để anh đi đưa em đi chơi. Suốt cái thời gian đấy thì người em yêu nhất vẫn là anh đấy. Thế nhưng em muốn tiến đến một cái xa hơn. Thì em có nói, nếu như bây giờ mình yêu nhau và cưới, anh có cưới không? Thì chồng em nói câu là có, sợ gì mà không cưới. Nhưng mà sau đó 2 tháng sau thì em lại thấy khi em đi đại học thì lại thấy nó không có cái gì cả. Không chủ động lên tìm em, cũng không nhắn tin, không gọi điện, không, nói chung là không cuồng nhiệt ấy ạ. Thì em lại cũng như ngày xưa, em cũng coi nó như kiểu là một trò đùa thôi. Em quyết định em đi lấy chồng. Quyết định em đi chồng nha, bọn em lỡ nhau từ đấy. Thế mà lúc ấy là sao thế Quỳnh, em vẫn còn thích chơi à? Dạ vâng, lúc đấy là em vẫn còn rất là ham chơi và em không có cái trong đầu em không có cái suy nghĩ là mình yêu đương gì cả. Là mình sẽ dừng lại để lập gia đình đúng không? Tại vì lúc ấy em còn nghĩ là trẻ trung mà đúng không? Vâng. Được bao nhiêu lâu thì em lại gặp lại Quỳnh? Thì khi em lấy chồng được 6 năm, em có 2 cháu, 2 vợ chồng em ly hôn. Thì cái hôn nhân của em nó không được hạnh phúc. Khi ly hôn thì em chuyển 2 cháu về thủ đô Hà Nội ở. Và lúc đấy thì em có thời gian, vợ chồng em là quê Hưng Yên, nên có thời gian về quê ngoại nhiều hơn. Thế khi em về quê lại thì em gặp lại. Thế em nói chị cái cảm giác mà sau khi em nghe tin Hồng đi lấy chồng thì em như thế nào? Em thấy là lúc đấy cảm giác em là buồn lắm. Em buồn xong em về em đi mua một chai rượu. Em mới lên tầng, lên trên sân thượng tầng em mới em ngồi. Tại sao mình không dám đối diện với cái điểm yếu của mình, thể hiện cô ấy nhảy lầu lên. Thế là buồn rười rã rời ấy. Buồn mà buồn trống không, nó buồn mà chỉ thật. Đúng tất cả em nghe tin nghe là tin em ly hôn rồi. Đấy thì lúc ấy em sao, phấn khởi thế nào? Cái lúc mà thực ra lúc ấy cô ấy nói với em, vợ em nói với em là ly hôn chồng cũ, vừa mừng vừa vui nhưng cũng vừa buồn, là thương nữa mà em còn yêu hơn. Mất một xoan mà mất ai không tiếc. Rồi sao nè, cô đã ly hôn rồi thì mình có thể có cơ hội đến với cô ấy. Đã buồn. Thương em á, tại vì mình thương em là tại vì tự nhiên bị lỡ làng một lần á, cái tâm trạng lúc đó nó phức tạp lắm á. Cái vui của em thì là như thế, nhưng mà cái nỗi buồn của em là em thấy thương cô ấy. Em đã bỏ mất cô ấy để cô ấy đi lấy một người khác và cô ấy đã không hạnh phúc. Và điều thứ hai là em thương hai đứa con của cô ấy nữa. Lúc đó em nhìn vợ em với cả hai đứa nhỏ mới di chuyển từ Hà Nội về Hưng Yên, không có nhà ở đâu. Nhà mẹ của mẹ đẻ của Hồng thì họ cũng không về vì sợ hàng xóm dị nghị các thứ ấy. Thì là ở nhà nghỉ thì lúc đó em cũng đi làm ở gần đấy thôi. Đi làm thì em cứ hàng ngày em đi làm xong về thì em lại mua đồ ăn các thứ. Thế xong là lúc đấy em có thời gian rảnh thì em lại đưa Hồng với cả hai đứa nhỏ và cả bà đi chơi quanh quẩn ở đấy. Cái khoảng thời gian đó nó khoảng được gần 2 tháng. Em về tới 2 tháng luôn. Lúc đó công việc thì sao? Bắt đầu em mở doanh nghiệp thì nó cũng có rất nhiều những cái trục trặc. Em chưa mua nhà Hà Nội. Và em có một cái ý định đó là về lương nhờ vào và bà ngoại. Thế nhưng mà khi em về thì kiểu như kiểu cái việc phụ nữ ly hôn á, sau đó là không hạnh phúc ấy. Em thấy nó một cái điều rất là xấu hổ. Bởi vì trước khi em lấy người chồng đấy thì gia đình em đã không đồng ý rồi. Em vẫn cố tình em lấy. Thì chồng em bây giờ có nói với em rằng là nếu như em cần, em về thẳng nhà anh ở. Em bảo là trước cái nhất bây giờ anh cũng chưa có nhà riêng, em còn có bố mẹ nữa. Thì em thấy nó không hợp lý. Thì anh còn nói rằng tất cả mọi cái anh lo được, chỉ cần là em thích thôi. Thế nhưng mà em cũng lựa chọn là em ở khác, ở nhà nghỉ. Em nhìn nhận lại và em thấy được là em cũng đã bỏ lỡ đi những cái nó rất là tuyệt vời. Một người mà suốt thời gian đấy vẫn theo dõi em, vẫn quan tâm đến em. Thế rồi em nhìn thấy cái sự anh ấy chăm sóc mẹ con em. Đối với người phụ nữ mà đã từng đổ vỡ rồi, em quan tâm đến cái việc đó là anh ấy đối xử với con mình như thế nào. Em không quan trọng là anh ấy đối xử với em như thế nào. Thế thì em thấy được rằng anh ấy chăm chút cho con em. Lúc đấy thì lớn nhà em mới có 5 tuổi thôi.
con cún nhỏ thì nó mới gần 3 tuổi. Anh ấy có thể tắm cho các cháu, mua đồ ăn cho các cháu, đưa các cháu đi chơi. Có những cái hành động mà cái điều xúc động nhất đó là thằng lớn nhà em. Nó hỏi anh ấy rằng là bác ơi, bác đã có vợ chưa? Đấy thì em thấy anh ấy có nói rằng bác chưa. Nó hỏi bác ơi, bác có em nào chưa? Có nghĩa là nó hỏi như là em bé đó. Em bé bằng giống nó không ạ? Mình hiểu. Đấy, thì chồng em cũng nói rằng bác chưa. Nó hỏi là chứ, thế sao bác không làm bố con luôn đi? Đấy là sau gần 2 tháng anh ấy ở với hai đứa. Thế là lúc đấy thì em đứng ở bên ngoài cửa, em không vào. Thế nhưng mà tự dưng kiểu cái nước mắt em nó rơi á. Nước mắt em nó rơi vì là trẻ con thì nó không biết nói dối. Thì em thấy được rằng là cái tình cảm đấy với nó thì từ trước đây cái người bố trước của nó cũng chưa thể có được cái việc đấy. Thì em ấy bừng sáng ra và em nhìn nhận rằng là em có nên mở lòng mình không để tiếp nhận anh ấy hay không. Em cái điều em nhận thấy đó là anh ấy thương con em. Em là người chủ động mở lòng hay là Quỳnh? Vẫn anh đấy ạ. Tuyệt vời. Quỳnh đến cái lúc như thế, đến cái lúc đấy thì thẳng thắn với nhau lắm, nói chuyện cũng thẳng thắn với nhau. Từ trước đến giờ thì tình cảm của em dành cho vợ em vẫn không bao giờ thay đổi, dù có bất kể điều gì xảy ra vẫn nó vẫn như thế thôi. Và em muốn được ở bên vợ em, chăm sóc cho vợ em và hai đứa. Thì đến lúc em bảo là em muốn được ở bên cạnh vợ em, chăm sóc cho vợ em và hai đứa. Em có nói thêm là nhưng mà hiện tại công việc của em thì nó vẫn đang lông bông các thứ chưa đâu vào đâu, thì liệu em có thể đồng ý yêu thương một người, lấy một người như anh không? Anh hỏi gì thì Hồng nói thì sao? Đúng thật ra với lúc đấy thì em mở thêm doanh nghiệp thứ hai. Còn tiền với em thì lúc đó không quan trọng. Em hoàn toàn có thể tự chủ kinh tế được cho em và hai đứa nhỏ. Thế nên em nói rằng là em có lựa chọn anh thì nó cũng là phù hợp. Cái tính chị đại của em thì nó vẫn thế. Có nghĩa là phù hợp với cái việc nếu như bọn em lấy nhau, có con nữa thì cũng là con của hai đứa. Cái thứ hai là em không nặng về kinh tế lúc đó. Ok, rồi bây giờ mình tới cái vụ kia thì chị. Chắc ông tốt gì, chắc không có tật xấu gì đúng không? Không có đúng không? Không, ông không có được vẫy tay nghe chưa? Đó. Em chưa thấy cái tật xấu gì. Nhưng có một cái điều đó em áp lực. Em xuất hiện ở đâu thì em rất tự tin với cái phong cách của mình. Và đặc biệt là với cái tài chính mình có. Thế nhưng mà khi tất cả những cái gì em làm đến phút cuối rồi, cứ ông này xuất hiện là em lu mờ luôn. Ủa tại sao? Người ta luôn nói rằng là không hiểu em dùng cái bùa ngải gì mà em lấy được một ông trai tân đẹp ra như vậy. Lại còn rất cực kỳ chiều vợ và tâm lý. Áp lực bởi một việc đi đâu người ta cũng nói em lái máy bay không à, mà em không hề lái máy bay. Máy bay này là trung hãng nè, trung năm sản xuất nè, đúng không? Đúng rồi. Thậm chí nếu mà tính ra thì còn hơn em tận 10 tháng á. Thế nhưng mà em đi đâu em cũng bị nói một cái câu đó là đúng rồi. Xong em đi nước ngoài, em đi Thái các thứ thì toàn kêu là em thỉnh bùa ngải về không à? Để chơi ông này. Và liên tục hỏi em rằng là thế chồng kém mấy tuổi? Thế bây giờ hóa ra đẹp trai quá là cũng là xấu à? Anh xấu là như thế này, anh không tiếp thu. Nếu anh yêu em thì anh phải thấy được rằng là ừ thì vợ sinh ba đứa rồi đúng không? Nhìn vợ cứng hơn mình, già dặn hơn mình thì tự khắc phải thay đổi, tự khắc phải ăn mặc già đi chứ. Đó. Tức là bây giờ phải để, bây giờ là phải để ria này. Đấy, thế là vài năm nữa thì lại để râu này. Thôi. Đấy. Tật xấu này là do là ông đẹp trai quá. Mà không ý thức đi anh. Tức là không ý thức. Ăn mặc tất cả mọi cái em yêu cầu đó là anh phải mặc già dặn đi. Quỳnh ơi, em phải học qua một lớp miễn xuất. Vẽ râu, vẽ ria được không? Vẽ đường nhăn được không? Rồi bây giờ tới Quỳnh đó. Không được nhìn qua bên kia. Thứ nhất là vợ em rất là xấu tính, bắt em và muốn em phải làm theo cái ý thích của cô ấy. Em mặc cái bộ quần áo này là phải mặc đúng bộ quần áo này, lúc nào phải mặc bộ quần áo này. Và nếu ví dụ mà mặc cái quần này với cái áo khác là cô ấy không thích, cô ấy bắt thay luôn. Gia trưởng ha. Gia trưởng mà. Gia trưởng. Và cái tật xấu thứ hai là cô ấy có thể bắt người khác đợi cả ngày được. Cô ấy mà đợi người khác chỉ cần 2 phút thôi là cô ấy đã bù lu bù la luôn rồi. Hôm nào là vợ chồng được nghỉ ngơi thì em có thể em đưa cô ấy đi mua đồ quanh Hà Nội. Có thể cô vào mua từ sáng đến tối cũng được. Em cứ ở ngoài em đợi trà đá các thứ. Đến lượt em đi mua đồ ấy thì cô ấy chỉ cần đợi ở ngoài 2 phút thôi là đi. Anh ơi sao anh lâu thế? Anh nghĩ em còn nhiều việc lắm. Bất công. Không công bằng. Không có tính công bằng. Là em ví dụ em mua đồ xong em đứng em thanh toán ấy, thì có cái bạn nhân viên nữ ấy. Thì có nhận em thanh toán chuyển khoản lâu quá vì tài khoản lỗi, cô ấy đi không có vào. Tay thanh toán tiền khoản tay gái đây. Tiền này đập phịch ra cho đi. Không biết là thừa hay thiếu cái gì. Đập ghen, phịch ra luôn. Ghen có ghen không? Có cái đấy ghen chứ gì nữa. Không, chắc bực bội thôi. Bực thôi không ghen. Không ghen đúng không? Không. Đói giỏi luôn nè. Có ghen không? Có ghen không? Tại vì vợ em đang có một ông chồng nó quá điển trai như thế. Vợ em thì được cái là không ghen. Nhưng mà nếu mà có cái cuộc thi ghen nào ấy tổ chức ra thì vợ em chắc chắn là giải nhất. Đấy, giải nhất. Sắp hết chương trình rồi. Thì anh không biết là hai vợ chồng có muốn có điều gì muốn gửi gắm đến cho chương trình hay là muốn gửi gắm đến cho người bạn đời của mình hay không?
Các con, anh muốn nói một điều với bạn. Yêu thương vợ, các con và gia đình mình rất nhiều. Có thể bản thân anh có thể là có những cái thứ nó chưa được tốt lắm, nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng, cố gắng để sẽ làm tốt hơn, sẽ để mình có thể là cái điểm tựa vững chắc nhất của vợ con trong gia đình. Em không có điều gì mà nói với chồng em cả. Thì ngồi đây thì như vậy, nhưng thực ra em hiểu anh ấy rất là yêu thương em. Nhưng em có một lời muốn gửi tới tất cả các chị em phụ nữ. Cái việc là mình có lỡ dở một lần hay hai lần hay ba lần nó cũng không hề xấu. Và cái quan trọng đó là mình dám mở lòng mình ra. Vẫn có những người, người ta sẵn sàng yêu thương mình và yêu thương cả con của mình. Nếu như mà mình biết, mình hiểu và mình sống thật với con người của mình thì hạnh phúc nó vẫn sẽ mỉm cười với mình. Hay quá. Hay quá. Rất là cảm ơn những chia sẻ của các em. 720 thì bỏ đi. Thì hôm đó là ngày thứ tư, cổ hay dặn em làm việc gì quan trọng nên ngày thứ tư và ngày thứ bảy. Thì hôm đó là thứ tư là chiều em đi làm về là khoảng 6 giờ tối á, thì cổ mới đứng dưới cửa phòng trọ kêu em quay đầu xe đi qua cái nhà đó. Em mới kêu là đi vô đi, quá mệt rồi, trời đang mưa nữa. Ok, bây giờ muốn ở trọ hay muốn có nhà? Thì em kêu đương nhiên muốn có nhà rồi. Ok, quay xe đi. Thì em cũng chở cổ qua cái nhà đó ở bên quận 8 á. Thì qua bên đó thì cũng hẹn chủ, lúc đó tụi em tới nơi là 7 giờ rưỡi. Thì đâu đó 8 giờ vợ chồng chủ nhà mới đến. Thì mới vô ngồi thuyết phục miết. Thì anh chị đó anh kêu là chốt cho vợ chồng em từ 720 giảm xuống còn 650 vì thấy quá tội. Thì cũng sát giá quá rồi, nhưng mà bây giờ 150 kia ở đâu? Ở đâu? Không có đâu đó, không có cách nào mà. Vậy xong cổ mới ngồi cổ tiếp tục thuyết phục. Ok, bây giờ em nói thật lòng với anh, tụi em có đúng 500, anh giúp tụi em đi. Thì bắt đầu là cổ mới dùng năng lực đặc biệt của xem cho gia đình nhà ảnh rồi ảnh mới nhờ là hôm sau sẽ qua nghỉ giùm nhà ảnh bên quận 5 á. Nói chung là gia đình ảnh cũng giàu. Thì ảnh mới nói vợ em biết hết luôn là sắp tới là ảnh chuẩn bị đi định cư nước ngoài. Thì vợ em nói luôn, ảnh rất là ngạc nhiên mà em thực sự em cũng rất là ngạc nhiên. Và bữa đó giống như là cổ nói cho bằng hết vậy đó. Thì ổng mới kêu là chờ chút. Thì ảnh mới điện qua bên Mỹ á, thì ảnh nói chuyện đâu với chị của ảnh á. Thì chị của ảnh em nghe qua điện thoại rất là to, tùy bao nhiêu cũng được, cho xong việc đi rồi đi. Thì là em thấy em mừng trong bụng rồi. Thì anh ra anh kêu ok chốt cho hai đứa 500. Nhưng mà anh nói thật lòng cho hai đứa luôn là con bé này rất là hay, là sao biết được thứ bảy này anh sẽ bay đi Mỹ. Làm sao làm hai đứa phải đưa cho anh hết đủ 500 triệu và anh bay đi luôn, chứ còn mà đặt cọc đặt kiết là kia là sẽ không bán đâu. Anh sẽ không bán. Vậy xong lại mừng quá rồi em kêu rồi lúc lui đi về. Thì anh mới kêu là bây giờ đặt cọc. Thì Khải Hoàng mới kêu là bây giờ trong túi còn đúng 2 triệu, anh cho tụi em đặt cọc 500.000 nha. Thì anh mới kêu là đi đặt cọc nhà trọ cũng phải 2-3 triệu, làm sao mà em mua cái nhà em đặt cọc 500.000. Thì em mới nhéo Khải Hoàng vì em thấy cô vợ của anh hơi nhăn. Em kêu thôi thôi thì em đi mượn cái chị phó giám đốc là 20 triệu thì đặt cọc được hôm đó. Sau đó về là tụi em xoay tiền này kia, xoay tiền mượn hết bạn bè này kia. Và cái người mà nói chung là cô cũng chỉ dẫn cho em mượn ai, thì cái người mà thực sự tụi em cũng rất là quý và mang ơn là chị giám đốc này đó, là chị cho vợ chồng em mượn đủ số tiền đó để mà mua cái nhà đó. Sau đó tụi em vay trả lại chị và tụi em có được cái nhà đầu tiên là 500 triệu ở là một căn. Nhưng mà bây giờ là bao nhiêu căn? Căn nhà đầu tiên kìa, ghê quá. Bây giờ em còn giữ căn đó không? Căn nhà tiếp theo không? Sao? Thật sự là sau đó 2 năm thì em ở 2 năm. Khi mà vô cái nhà đầu tiên đó ở thì cái đêm đầu tiên ngủ á, của nó với em nè, tụi mình vợ chồng mình chỉ ở nhà này 2 năm thôi. 2 năm sau vợ chồng mình sẽ chuyển qua quận 7, nhà bự hơn. Em kêu anh xin em đừng có phán nữa. Thùng anh đi hài lòng quá rồi, không một ai dễ dàng anh hài cái lòng nhà quá sai rồi. Còn này đâu em ơi, bây giờ yên ổn đi. Mà lúc đó là vô nhà ở xong thì em cũng chuyển qua công tác ở ngân hàng mới, lương gấp đôi ngân hàng cũ. Nó quá ổn định rồi. Hợp lúc quá. Đó là mang bầu đẻ thằng cu đầu tiên. Thì em nói quá ổn định rồi, bây giờ em ở nhà em chơi anh cũng có thể nuôi em và cái nhà vậy được. Mà đúng 2 năm sau thì em chuyển qua nhà quận 7 bự hơn, khang trang hơn, và bây giờ tụi em cũng sở hữu được vài căn rồi. Như vậy là bây giờ là vượt rồi đó, coi như là vượt chỉ tiêu, vượt cái sự mong đợi rồi. Như vậy là từ nghèo khó, từ coi như là đặt cọc coi như là 500.000 ha, gợi ý đặt cọc 500.000 mà 500 đồng, 500.000 mà bây giờ lại thừa hưởng được nhiều căn. Đó là một cái sự chúc mừng hai vợ chồng em. Thì nói tóm lại là bây giờ lấy nhau rồi, hạnh phúc quá rồi. Đúng rồi. Em có muốn rõ nói ràng gì không? Là hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương thì mới chọn hạnh phúc. Rồi. Và để có ngày hôm nay có được thừa hưởng được rất là nhiều căn nhà. Đó. Chúc rồi mừng. Bây giờ tới cái phần kia đi. Phần hôn nhân đi. Phần hôn nhân đi, khi mà về sống với nhau á thì bắt đầu đối phương bắt đầu có những cái mà gọi là mình cũng bị hết hồn. Hiểu không? Thì cái hết hồn của em với cô này là gì? Thực ra là vợ em cái điểm tốt của cổ đi. Đó. Không, điểm tốt thì biết rồi. Biết rồi. Bây không, giờ không, nói cái điểm xấu, xấu hả? Cái điểm chưa tốt chứ không phải là tật xấu. Cái này theo em định nghĩa thì là mà cổ không, cổ kêu em không được nói cái từ đó. Nói cái từ đó là nói cổ đi, sẽ nói đi. Là cái sẽ, gì? Cổ giờ cho nói xử em á. Là cổ ghen. Còn cổ định nghĩa đó không phải là ghen, đó là cảnh báo. Là cổ gặp cô nào cổ cũng cứ cảnh báo. Cô nào cũng cảnh báo tới mức độ em, ví dụ em nói em coi cái phim hài trên mạng sao là cái vợ chồng em nó y xì vậy luôn. Ví dụ như là em đang ngồi trên xe đi, cái là các bạn điện cho em thì em kêu alo anh nghe nè Hoa, là cái tay em là đen thui với cổ rồi, cổ ngồi sát bên cổ nhéo là đen thui cái tay luôn.
alo được rồi, tại sao alo anh nghe nè rồi còn hoa nữa hả, sao mà ngọt ngào lúc vậy là còn quánh anh tên đó không phải ghen mà là cảnh báo. Cảnh báo trước cái cô đó, cảnh báo là cái bắp này nó đang thui rồi. Đúng rồi. Rồi đang ngủ á, sáng hôm sau ngủ dậy cái tiếng em thấy cổ trầm dâm vậy á, cổ quậu gì mà quậu luôn, nhưng mà em cũng đâu biết vụ gì, lo cho mấy đứa nhỏ đi học đồ này kia. Một lát xong á là cổ kêu là trời ơi cổ bực quá đi, hồi tối hôm qua em đi bơi với cái con bé trên cơ quan mà cả một buổi luôn, mà bơi còn ẵm nhau trong hồ bơi nữa. Em kêu trời cái gì vậy, thế là cổ nằm mơ. Nằm mơ mà sáng là cổ la cho em một tăng luôn. Ghen trong giấc mơ. Không, đó là cảnh báo trong giấc mơ. Trời, không được dùng từ ghen. Định nghĩa của cổ đó là cổ cảnh báo về cô bé đó. Rồi. Cô bé đó hãy hiểu rồi, có nghĩa là bạn này là bị ghen. Dạ. Một cái tật gọi là em hết hồn đó. Đúng là rồi. Cái ghen. Yeah. Rồi còn cái gì nữa? Cái thứ hai nữa là rất là không có trau chuốt bản thân. Như mấy cô gái khác á, sẽ là son môi, đánh phấn, làm tóc, làm tai, rồi quần áo, cổ không. Cổ là cứ đi ra ngoài đường là một cái khẩu trang y tế mỏng manh bịt cái mặt là xong. Không có bao tay, bao chân ninja vậy đó, cứ phơi ra vậy đó. Em khuyên hoài mà cũng vậy à, để tóc mà nắng mà nó cháy hết luôn. Có nghĩa là mình không chùm lại. Chăm sóc bản thân. Nắng, đúng rồi. Không có xe xua. Nhưng mà thật ra cái này thì Khoan hả? Sao hoài vậy? Hay quá. Của con vẫn y nguyên nha cô, không hề làm cái gì nó thay đổi luôn á. Hôm nào anh thỉnh nha. Hôm nào anh mời em qua nhà anh nha. Hay quá. Em nhìn chị, em có thấy chị đang bị một cái gì không? Díu vậy, không tĩnh tâm để nhìn trường. Với lại nhiều người á, ví dụ ở đây đi, mình chỉ thấy những con người vậy nhưng mà rất là nhiều người âm. Hồi nãy em sắp quậu luôn, bởi vì trong cái phòng đó đó, nó làm cho người em nó mất năng lượng nhiều quá. Nãy em sắp quậu, em sắp đi về luôn vì em trụ không nổi, cái đầu em nó tưng 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 lên luôn á. Đây nhiều lắm. Này vợ em có nói với em. Nãy cô bé kia phải làm mỹ dữ lắm em mất. Nên em cứ nhắn biết cho chương trình kêu nhanh lên, em nhanh cho chị đi về cả. Em chuẩn bị đi về luôn rồi đó. Bởi vì em trụ không nổi. Em sắp té xỉu sao mà em lên ngồi nói chuyện được. Bây giờ lên ngồi với anh rồi là năng lượng dạt dào đúng không? Có gì không có âm binh nào. Nãy giờ là có cái gì không? Đâu có gì đâu. Đứng cạnh anh được chứ. Thoải mái lại rồi. Dạ. Đó là giờ kế bên em có một hàng sữa lớp. Lớp cho ta năng lượng, lớp cho ta sự yêu thương. Tình yêu là sức mạnh vĩnh cửu mà. Sức mạnh không thể nào mà. Trời ơi, tóc ba bạc hết trời rồi. Dạ, bạc nhiều lắm. Hôm đó là tự nhiên bạc, liên tục bạc ra. Bạc đúng hiệu là mắc đi 10, thì 40 mấy tuổi gì đó. Nó bạc đúng hiệu luôn vậy đó. Nên mà hai chữ em nhiều cái em làm alo, lắm nhưng alo. Mà làm xong mất là anh phủ nhận hết. Alo okay, có còn cái tóc không kìa. Alo thiệt là đen. Rồi nè, rồi cưng tiếp tục. 1, 2, 3 tiếp nữa. Rồi không xe xua nè. Quá giản dị đúng không? Quá giản dị. Còn điều gì nữa không? Hay ăn hiếp chồng không? Hay la chồng không? Nóng tính. Nóng tính, rất là nóng tính. Khi mà trong vợ chồng có một cái gì thì em gần như là một người phải dịu xuống và phải xuôi theo, phải xin lỗi. Rồi cái việc chăm sóc con cái thì sao? Tại vì ba đứa là ba đứa thì cổ vừa công, do vợ em kinh doanh tại nhà nên là cổ cũng có tiện chăm sóc các bé luôn, với lại có cô phụ nữa nên là mọi việc nó cũng tiện. Ok. Rồi bây giờ em có mong muốn cô ấy thay đổi điều gì không? Mong muốn thay đổi, bớt nóng tính lại. Nhìn vợ nói đi. Bớt nóng tính lại một chút. Nó xử lý một cái việc gì nó mình suy nghĩ một xíu rồi mình hãy ra quyết định. Ủa, em nói với anh rồi mà, khi mà em nóng tính anh chỉ cần nói là anh sai, anh biết rồi, anh sẽ thay đổi là hết câu chuyện. Em chỉ điểm cho anh là với người như em, anh chỉ cần làm vậy thôi, em đâu đòi hỏi gì nhiều đâu. Nhưng mà anh không làm được bởi vì anh không ghi nhớ. Rồi còn gì nữa không? Bớt nóng tính rồi có bớt cảnh báo không? À đúng. Nói cảnh báo một chút. Mình cảnh báo nhiều quá làm cho anh bị stress luôn á. Anh cảnh báo quá nhiều. Nên là mình tức là ghen mình đó, phải cần thiết là thôi. Ghen đó. Không, em không có ghen. Thiệt sự luôn, bởi vì những cảnh báo của em á, em nói là bây giờ anh kêu em ghen. Em lấy ví dụ đi. Ví dụ em ghen là cái người đó đã từng yêu anh rồi, tới giờ phút anh vẫn còn nhớ gì đó. Em ghen là em sẽ la, em không hề đụng mà em còn nói anh phân tích ra thế này thế nọ. Và em nói là cũng là người phụ nữ với nhau, em hiểu cảm xúc của bạn và đó là lỗi của anh. Nếu mà em á, mà em vậy á, nếu có vô tình gặp lại em sẽ chào và xem đó là một người bạn và một ký ức đẹp. Thì em đâu ghen. Không, nhưng mà chị hỏi nè, có nghĩa là anh nói chuyện với cô nào em cũng nhéo hay là chỉ có một vài cô? Dạ không phải cô nào cũng nhéo. Tùy vào người, ví dụ người đó đây, em biết rằng người đó thích chồng em. Nhưng mà bạn ấy rất là hiền, dễ thương. Thì em sẽ nói với chồng em vậy nè,
anh ơi tội nghiệp quá, nó thích anh mà nó cứ lẳng quẳng vậy, nó sẽ đánh mất những cái cơ hội xung quanh, bởi vì trong suy nghĩ nó sẽ ngập tràn hình bóng anh thì sao đưa hình bóng người khác được. Thì em thấy nó tội quá, bây giờ em sẽ dùng năng lượng của em điều chuyển công tác bạn đó đi qua chỗ khác để khỏi được nhìn thấy anh nữa. Trời ơi. Em rất là nhẹ nhàng và rất là ok, sao gọi là ghen là em sẽ xử lý nhỏ đó, hoặc là la ảnh, hoặc là chửi nhỏ đó. Em đâu làm gì, em phân tích cho ảnh và cho biết là người đó thích ảnh. Rồi còn một vài trường hợp á, là khi mà ổng kêu em ghen á, em nói ok, vậy em sẽ nhắm con mắt phong thủy của em lại, xem như em một người vợ bình thường không hề biết gì về phong thủy, là để tới cái chuyện gì đến nó sẽ đến, thì em sẽ thả nó trôi theo thuận theo tự nhiên. Thì lúc đó là có một cái sự việc xảy ra, khi mà em thả theo tự nhiên là chứng minh cho ảnh thấy rằng cái cô đó rất là kỳ cục. Một người mà ảnh kêu là chị mà tự nhiên á ôm ảnh, rồi hai người dắt nhau vô bỏ em đứng bơ trong khi em không biết ai hết. Thì chị hiểu cảm giác một người vợ mà tự nhiên chồng mình bỏ rơi mình đứng ngoài cổng, mà tự nhiên đi vô rồi mình không có quen ai trong cái đám tiệc đó hết, thì cảm xúc nó như thế nào. Xong đó là một lần á, cũng có một con bé là kêu á là đi kiểm tra công trình gì đó, trong khi đó con bé đó không có nhiệm vụ gì phải dẫn ông đi hết á, mà ông kêu là thường thường ảnh sẽ đi với một bà chị nữa. Cái lúc đó em bầu tới 8 tháng rồi, cái em nhìn sự việc trong tương lai coi có đúng như không, em nhìn thấy rõ ràng kế hoạch bị đảo lộn hết, không hề có bà chị đi cùng mà chỉ có một mình ổng với con bé đó. Em nói là bây giờ nếu mà anh kêu em là ghen tu một quán, ok em sẽ không đi theo anh, em để anh đi thôi á, nhưng mà ngày mai chỉ có đúng hai người thì em sẽ cho anh nổi banh banh trên Facebook long trời lỡ đất, cả tất cả mọi người đều biết. Còn nếu mà ngày mai mà em đi theo em cho anh biết lịch trình nó sắp xếp luôn nha, em kể hết sự việc lịch trình ngày mai đúng y phóc như vậy luôn, rồi em chỉ đảo tình huống thay vì được đi dạo với anh Mẫn thì đi dạo với chị Hoàng, chỉ là đổi con người đi cùng thôi đó, hết hồn luôn mấy lần. Nhưng mà thực ra là em không có một cái gì hết, cái vấn đề đúng. Có thể là xuất phát từ người ta, nhưng mà cái người là bị dội lại là em, nên em rất là ngột ngạt, bởi vì làm như vậy là mình không hề tin gì nhau. Cuộc hôn nhân này tới giờ phút này rồi, tại sao mình lại không tin nhau như vậy? Đâu, em nói em tin anh, em nói em tin anh. Và cái vấn đề em nói ra không phải là em quy anh thích người ta, mà em nói là người ta thích anh nên cái sự ứng xử của anh nó đủ lịch sự, không cần nhiệt tình thái quá gây sự hiểu nhầm. Đặc biệt là những cô gái còn trẻ, họ chưa va chạm cuộc đời nhiều, họ thấy anh này vừa làm sếp, nói chuyện thì rất là dễ thương, luôn luôn biết nhường nhịn người khác, nhận thiệt về mình, lại có đầy đủ mọi thứ nữa, đứa nào mà không ngã gục. Thì em nói đứa đó nó y như vậy thì anh nên có một cái khoảng cách và giao tiếp nhất định với nó thôi. Chứ em hiểu, không có hề ghen. Chị hiểu cái tâm trạng của em, chị hiểu cái tâm trạng của em. Thực ra là có thể ở đây nó là cái cách nói mà mình chưa hợp với nhau thôi, mình đúng, chưa thông xác. Cảm với nhau thôi. Chứ còn sự việc á thì nó là như vậy. Tại vì ra như sẵn chị nói luôn, có nghĩa là vậy nè, có những cái á, nó không phải là mình là người chủ động, em mà mình là người thụ động. Người mình là người thụ động, nhưng mà em phải nhớ em đang ở một cái vị trí quá hoàn hảo để mà có nhiều người thích ở bên cạnh em, thậm chí là thích chiếm đoạt em. Đó, thực sự cho dù biết là em đã có vợ. Thế thì cái vấn đề ở đây á là vợ em á chỉ muốn nói cái cổ xài chữ cảnh báo là đúng, có nghĩa là vậy nè, chỉ muốn nói với em rằng cho dù người đó là nhỏ tuổi hơn em hay lớn tuổi hơn em thì khi họ lao vào cái mối quan hệ này đều là không có lợi cho họ và cũng không có lợi cho em. Thế thì bây giờ mình sẽ bằng cách là mình có một cái giới hạn, một cái ranh giới cụ thể để cho người ta hiểu rằng đừng nên như vậy, thì nó sẽ tốt cho cả em và cả những người đó. Thì cái ranh giới đây là như thế nào? Ví dụ có thể em không thể nào mà tự động em nói là thôi em đừng có làm như vậy với anh, hoặc là em đừng có thích anh, hay là chị đừng có thích em, ví dụ vậy. Em không nói như vậy được, nhưng mà mình sẽ dùng cái hành động của mình, cái khoảng cách của mình, cái cách cư xử của mình để mà mình tạo cái giới hạn cho đối phương đó. Đó, nó là như vậy. Thì có thể là vợ giữa em với vợ em á chưa tìm được một cái cách để mình đã thông tư tưởng nhau á, cho nên thành ra là em tự nhiên em cảm thấy bị áp lực. Nhưng thực ra em biết không, em đang rất là, phải nói là một người đàn ông đang ở cái tuổi gọi là viên mãn nè, cái một người đàn ông mà em có thể có tất cả mọi thứ nếu như em muốn, đúng không? Cho nên em phải lấy cái là hãnh diện, có nghĩa là em phải hãnh diện với cái điều vợ em cảnh báo. Ok, em hiểu chị không? Như vợ em cảnh báo thì có thể ngay lúc đó em cảm thấy em hơi bị bất bình, là người ta quan tâm anh, người ta thế này nọ với anh thì tại sao em bắt anh phải từ chối tất cả những cái quan tâm đó? Nhưng mà không, bởi vì sao em biết không? Nó có những cái người họ không chịu dừng lại ở cái giới hạn đó.
Mặc dù họ biết em là người đã có gia đình rồi, nhưng vì họ quá thích em, họ cứ vượt qua cái ranh giới đó là hoàn toàn không không có lợi một chút xíu nào cho bản thân họ và cho cả em, cho cả gia đình nhỏ của em. Thành ra là còn theo chị á, thì ví dụ như em nói chuyện với chồng em á, ngoài cái cảnh báo ra thì em cũng cũng nói nhẹ nhàng để cho chồng em hiểu là anh phải hãnh diện vì cái điều đó, bởi vì em biết được là có nhiều cô gái thích anh, nhưng mà em chỉ muốn anh đừng có mang cái sự đau khổ cho mấy cổ, cũng giống như là đau mang đau khổ cho em và em mang những cái phiền muộn cho anh. Nhiều luôn. Em nói hoài, em khi mà em nói nhiều quá, giống như mình nói nhiều một vấn đề á, nó mệt quá nên mình nổi điên lên á, tại giống như cái kiểu là thì đó, tại sao nói hoài mà không hiểu. Thì chị mới nói với em á là hiện giờ hai đứa tụi em đương không tìm được tiếng nói chung về cái vấn đề này. Tại vì với cái người đàn ông á, khi mà mình nói chuyện á thì mình cũng sẽ phải giống như mình nói, mình lựa lời để mà mình nói á. Giống như khi em dạy con em á lúc nhỏ thì con em nó không thể nào hiểu được như mình hiểu, thì mình phải lựa lời mình nói để cho con nó hiểu là mình muốn nói cái gì. Còn với người chồng, cái tự ái của người đàn ông á, cái tự ái của người đàn ông á, họ có, ai cũng có cái tự ái đó trơn á. Cái tự ái là một, cái hãnh tiến là hai, thì mình cũng phải lựa lời mình nói làm sao để cho chồng mình hiểu là những gì mình đang nói với chồng mình là đều muốn cho chồng mình tốt, đều muốn cho gia đình mình hạnh phúc, chứ không phải là mình muốn là mình áp đảo chồng mình, không phải vậy. Để cho anh nghe anh dễ chịu á. Đó là cái vấn đề em của tụi em hiện giờ ở đây thôi. Mà cứ nhắc tới cái chuyện con gái là anh sẽ nổi điên lên. Em ông ống ấp anh kêu em giống như em bị thằng kinh, dẫn em đi bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý ngồi nói chuyện với em, ngồi bác sĩ tâm lý nó trời em học tâm lý ở đâu về em nói chuyện hay dữ vậy. Nghĩa là nhưng mà không phải, tại vì đó là cái, không phải đó là cái cách nói. Ví dụ giờ em nói chuyện với tụi chị nè, chị thấy rõ ràng em rất là uyên bác, em rất là nói gãy gọn đâu ra đó. Nhưng khi hai vợ chồng em nói chuyện với nhau lại là một kiểu khác. Đó là không có tiếng nói chung. Em hiểu chị không? Dạ, cho nên bây giờ tụi em phải tìm được tiếng nói chung. Giống như bây giờ thì chị cũng như anh Bin cũng đã chia sẻ với em như vậy rồi, là em hiểu là cái chân giá trị của em hiện giờ nó đang ở cái level này. Và vợ em không muốn làm em sẽ bị mất những cái mà em đã gầy dựng. Em mình dung không? Tại vì khi mà những cái không đáng để mà mình chọn lựa thì mình phải chọn lựa cái gia đình mình hơn chứ. Còn những cái đó chỉ là cái vớ vẩn trên cuộc đời em đi, em sẽ gặp rất nhiều. Không gặp cô này thì sẽ gặp cô khác. Là như vậy thì mình phải biết gạt ra hết, gạt đi hết, để mà mình chọn cái nào là cái chính, cái nào là cái phụ. Thế thôi. Quan trọng là hai vợ chồng phải đồng điệu với nhau trong cuộc sống. Thấy không? Nói chưa hiểu nhau thì phải nói làm sao để cho hiểu. Đúng rồi. Vì các bạn là ở với nhau là lâu dài. Ở với nhau suốt đời. Chứ không phải là một ngày một bữa, mà bây giờ là ba mặt con rồi. Đúng không? Thôi bây giờ hôm nay nhân tiện là đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì anh không biết em á, em á. Ủa còn nữa mà, còn tính xấu của chồng nữa. Chắc là nãy giờ là nói hết chưa, rồi đó. Chưa. Ở dơ nữa. Ở dơ mà hay chống chế. Ví dụ đi, em kêu quá là anh đi tắm đi, ổng kêu quá là ở trong nhà đâu làm gì, đâu có bụi dính đâu mà phải đi tắm. Rồi bắt đầu đi ra cảm giác mình hôi quá, lấy dầu thông xịt lên. Đó, em rất là nhức đầu. Bây giờ cái mong muốn của em đối với chồng em thay đổi nhất là điều gì? Em nói cho chồng em hiểu đi. Em nói với chồng em á, đừng khẳng định em ghen nữa, bởi vì em không hề ghen mà em cảnh báo anh để có một ứng xử đủ lịch sự mà không vượt quá giới hạn để gây sự hiểu nhầm cho người khác, làm cho tội nghiệp người ta mà ảnh hưởng tới mình. Còn về chồng em, khẳng định em vẫn rất yêu thương, tin tưởng, yêu hết thân mình, yêu mà không có một cái gì để yêu mà cho 10 năm tuổi thọ luôn hả? Dạ. Bây giờ cho thêm vẫn cho mà, đúng không? Dạ. Bây giờ ông trời mà bắt là nhường thêm tuổi thọ cho chồng là vẫn nhường. Em có nhường không? Có chứ. Đó, thấy cảm động không? Đó. Đó. Chứ em đâu có, em sẵn sàng làm hết mọi thứ. Chị, ví dụ đi, ổng đang buồn vì chị của ổng gì vậy, em chỉ cần đọc được một cái là em suy nghĩ trời ơi tự nhiên để phải ổng buồn vậy, em sẵn sàng em làm cho ảnh hết buồn ngay đó. Quá tuyệt vời, một người phụ nữ quá tuyệt vời. Không, rồi nhưng mà có một cái vậy nữa nghe chị nói nè, có nghĩa là hiện giờ chị hiểu cái tâm trạng chồng em là như vậy nè. Vì em có một cái khả năng đặc biệt, thành ra là có đôi khi chồng em sẽ cảm thấy là cái người vợ này của mình không phải là một người vợ bình thường như những người vợ khác. Có nghĩa là những cái gì chồng em, bí mật của chồng của mình á, là đều bị vợ phát vị ra hết. Thành ra chồng em bị mất tự tin á. Bị mất tự tin. Cho nên á, chị mới nói vấn đề ở đây là cái cách đối thoại với nhau làm sao em phải xóa bớt cái tâm tâm niệm niệm đó của chồng em. Có nghĩa là em vẫn là một người phụ nữ bình thường, chứ là tại vì cô này cô có một cái giác quan, một cái khả năng hơn người khác một chút thôi. Nhưng mà làm gì làm, đối với em, cổ vẫn là một người vợ bình thường như tất cả những người vợ khác. Còn về phía mình á, thì ví dụ như lúc nào mà mình cần phải show cái
cái hiểu, cái là những cái khả năng đặc biệt của mình ra thì mình xô để mình ngăn chặn những cái mà không tốt đến cho gia đình mình. Còn ngoài ra là em bớt tất cả những cái điều đó lại để tạo cho chồng em một cái cảm giác là chồng em với em là một hai cặp vợ chồng bình thường, và có những cái mà anh vẫn có những cái riêng của ảnh mà em không bao giờ biết được. Tức là thường nó là như vậy, em hiểu chị không? Giống như em cứ đặt em vào địa vị chồng em đi, có nghĩa là em bị nhìn thấy hết á. Em bị nhìn thấy hết luôn, em không có cái gì mà của riêng em hết trơn á, tự nhiên là mình sẽ cảm thấy mình trông chênh dễ sợ. Đúng không? Tâm lý của đó, em bây giờ. Tâm lý là như vậy. Thành ra cô cảnh báo cái cô đó mà em chưa có một cái phản ứng gì, em chưa kịp làm gì mà cô đã nhìn thấy được một cái tương lai có thể đâu. Em suy nghĩ là có thể có là như vậy đi, nhưng mà hiện tại em chưa có, mà em bị nói và cứ cảnh báo làm cho em rất là ngột ngạt, bị áp lực. Em trong khi là cổ dư thức em rất là yêu thương vợ con gia đình, bởi vì là hai đứa đến với nhau là không có một cái gì còn bị ngăn cản này kia nữa, thì tới giờ phút này không lý do gì để mà em nói chung là tương lai không biết, mà hiện tại bây giờ bằng khẳng định là chỉ có vợ em thôi. Em không vợ và con thôi, đúng không? Vợ và các con chị chỉ nè, mai mốt vậy nè, mai mốt em thấy cô nào mà em thấy không có an toàn á, thì em chỉ cần nói nhẹ với chồng em là anh ơi cẩn thận cô này, rồi hết. Không cần em cảnh báo anh nha, em cảnh báo anh là nếu như bây giờ anh mà tiếp cô này thì sẽ thế này sẽ thế nọ, tương lai sẽ này, em đừng thèm nói nữa. Và em phải nhớ mặc định trong đầu là chẳng hạn như khi vợ em đã nói là anh ơi em thấy cô này không được, là em hiểu rồi đó, em hạn chế lại đó, vậy thôi. Mình có một cái gọi là sao, những cái tín hiệu riêng cho đó, nhau vậy đó. Nhưng mà bớt lại. Rồi bây giờ nè, với một người phụ nữ đã dành cả một cái thanh xuân cho mình, cho mình tất cả và cho mình cả cái tuổi thọ 10 năm trời một cặp kỷ để đổi lấy ngày hôm nay. Thôi bây giờ cái vấn đề tâm linh đó anh cũng không hiểu, nhưng mà trước mắt là thấy được cái sự chân thành của người phụ nữ này, của người vợ này. Thì hôm nay nhân sự kiện là đến với chương trình này đó, thì em có muốn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với người vợ của mình hay không? Một cái gì đó đặc biệt cho vợ hay không? Đó, với một người phụ nữ có khả năng đặc biệt này. Đừng nói là nhìn thấy trước nha. Dạ không, hồi xưa giờ em toàn đi tỏ tình người ta, nên là cuộc đời em chưa bao giờ có ai tỏ tình, chắc chắn là em mong muốn điều đó. Thôi bây giờ không nói nữa, hãy để người ta nói nha. Hãy để người ấy nói và người ấy hành động. Đứng lên đi cưng, đứng lên đi hoàng tử bé nhỏ. Sao nha, anh với em thì cũng bên nhau cũng hơn 7 năm rồi. Đứng trước mặt nè, đứng lên đi em, cũng đứng lên luôn cho nó, hai vợ chồng nó nhìn nó rất là hơn 7 năm rồi. Anh cũng chưa giờ có một cái gọi là cái gì nó đặc biệt và bất ngờ gì cho em cả. Hồi xưa thì hai vợ chồng mà cưới nhau lúc đó khó quá, nên là mua một cặp nhẫn cưới 1.6 triệu ở ngoài chợ Bà Chịu á, đeo mãi tới giờ thì cũng chưa có thay. Anh thật sự là anh cũng muốn bất ngờ là sẽ mua một cặp nhẫn mới cho vợ chồng mình. Anh cũng suy nghĩ mấy đêm nay thì anh nghĩ là thôi cái gì nó, cái đôi cặp nhẫn này nó sẽ là cái cặp nhẫn cưới đầu tiên và cũng là cặp nhẫn cưới cuối cùng, nên anh sẽ không có thay nó, mà anh sẽ mua, anh sẽ tặng, anh sẽ tặng cho em ngày hôm nay một cái nhẫn mới, một chiếc nhẫn gọi là nó chỉ là một cái vật chất bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái ý nghĩa thể hiện cái tình yêu, tình thương và tất cả những gì anh mong muốn em hiểu và cảm nhận tình yêu của anh dành cho em và các con nhé. Có mua rồi. Tiền đâu mua vậy, vợ giữ hết rồi. Nó nói vậy chứ. Ít hơn nữa là cậu cũng sẽ thôi, cùng phải trả cái thẻ này thôi. Đừng nói vậy chứ, nói vậy nó mất cái đi. Mất tình, mất ai nói vậy thì biết thì ngán sao nói vậy. Ít hơn nữa về thanh toán thì tính sau. Thu lại lời nói. Không, thu lại lời. Thu lại. Đề nghị chương trình không được dựng cái câu nói đó vô đây. Đó, đây. Ngộ một cái là vợ chồng em á, sai chân cũng một sai. Em đi mua giày cho cổ, em chỉ cần vừa cái chân em là vừa cho cổ. Em đi mua nhẫn chỉ cần nó vừa cái tay em là sẽ vừa cái tay cổ. Đâu bây giờ đeo vô coi nè. Đây nha. Anh chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi bên anh và các con. Anh đeo hai chiếc luôn kìa, trời sướng quá. Rồi đó, ơi đó. Rồi bây giờ đeo nhẫn rồi, giờ có hành động gì nữa không? Cảm ơn. Không cái thôi. Sao hôm đó hôn hai chồng ôm nhau được đó, trời ơi.